Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng nay mấy anh em đi thăm mấy cái lưới rắn với rập chuột của mình nha các bạn. Giờ mấy anh em chuẩn bị xuống giỏ đi nha các bạn. Rập chuột thì mình đặt hôm qua, còn lưới rắn thì mình đặt hổm rồi các bạn ơi. Hôm nay đi thăm. Mấy anh em tới chỗ thăm rồi nha các bạn. Mình đi thăm rập chuột trước, thôi mình mới thăm lưới rắn sau nha các bạn. Lưới rắn hồi nãy chạy ngang có mấy tay gần nhà, thấy chất quất rồi. Còn mấy tay trong lụm nữa. Đúng rồi, như là rắn nó có lúc đi lúc không gì á, cấp hởm sao rắn nó đi dính liên tục. Đúng rồi, không có thấy. Thất bại quá hả? Cái này là thấy là săn bắt hơi bị khó khăn hả bạn ơi? Không có, trưa nay chừng một há được rồi. Đường kinh này cá dữ lắm. Nước rồng hả? Nó nghe ọc ọc trong kinh. Giờ này lớn chắc chưa trưa này rồng. Cái này là lưới rắn từ bữa hổm tới bữa nay là không có dính luôn các bạn. Rập chuột cũng vậy nữa. Rập chuột có bữa hổm được có một lần ở khách xuống là được 8 con. Hai con lớn, 6 con nhỏ rồi tới giờ luôn. Lúa cao ra lúa. Nhắm tới đây nắm vô. Sập hả? Sập là phải lụm nhá. Lụm chục cơm ông nội ơi. Cơm. Phá luôn. Em chục cơm. Rồi, chục cơm. Rồi dính cho được cũng thà rác vô. Dính cho nó thà, kéo nó lòi vào cái gầm ra. 8 cái rập rồi, dính được có con chuột cơm. Vậy còn 6 cái nữa. Nằm dài dài đấy nè, quần này. Có lúc lắc ốc rồi hả? Gì? Nhâm không? Nhâm hay gì? Nhâm. Rồi. Có hàng. Lại có hai cục kẹt. Có hàng. Cây không? Cũng bự nha các bạn. Một em. Để dưới này để cho anh gớt con cá vàng. Có lý. Cống không con em. Thằng thứ nhất con nữa nha.
cơm nữa. Cơm hả? Cơm chắc thì cũng có được rồi. Con dây. Con chục cơm nữa các bạn ơi. Cơm thì chục cống quýu chừng. Mấy cái ở ngoài sông lớn này thấy chất quất ta. Còn cái nữa hả đây? Còn mấy cái nữa, cái nữa không? Còn cái nữa hết rồi các bạn ơi. Ra ngoài này. Ra ngoài này 5 cái chất quất à. Chắc con chuột cơm. Mấy cái lùm này thấy ngon quá ha. Hả? Lầm hả? Lầm hả? Giờ cái lầm này thấy êm quá mà. Mấy cái lầm này mới êm nè. Bích chịch, có đường mòn dưới nó đi. Dạ. Hả? Được không? Ôi rồi, già bá lửa luôn. Cái cuối nha các bạn. Cái cuối vớt con này quá sướng luôn rồi. Đây lên đây không? Chà bá lửa á. Trời. Vậy dữ ta. Quá vậy à. Quay đầu cũng không được luôn. Dữ cũng quán. Bự vậy các bạn. Giờ. Đây. Ghê không? Ghê không? Tung 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 tung. Bàn giò hết thế các bạn giò. Đây. Quá trời con chuột già các bạn ơi. Cái đầu cũng quán. Hai em có nhôm hai em chuột cơm các bạn. Rồi. Giờ mình chạy dài về mình thăm mấy cái lưới rắn của mình coi có vớt con nào nữa không. Mình đặt lưới rắn này nha các bạn. Trong lùm đó một tay mà chất quất các bạn ơi. Lưới rắn hôm rồi mình cũng thăm mấy đợt rồi mà không có dính nha các bạn. Làm như rắn nó đi từ theo lúc hay sao. Đây mình dời cái điểm qua bên đây rồi. Điểm bên kia thấy gì mà có dính lai rai hoài ha. Mà không lẽ tôi nghĩ chắc có lúc nó đi á. Đi lúc không chứ không phải ha. Đây tay nữa. Tay đó chất quất luôn. Ở bên đây da rắn nhiều không biết sao mà nó không đi. Rồi, ở đây còn hai tay nữa hết rồi bạn ơi. Đây tay chất quất rồi nè. Này, rắn không đi sao? Mấy chỗ này thấy lý tưởng quá à. Đây người ta đúng không? Rồi xong. Rồi về. Tháo luôn rồi bạn ơi. Lưới rắn mình không có dính con nào hết. Bảy chuột thì được 4 con. 2 con cúng nhâm, 2 con chuột cơm. Mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Thì thành quả mấy anh em đi thăm lưới rắn với rập chuột. Lưới rắn mình chất quất rồi. Rập chuột thì mình được 4 con, 2 con chuột cống nhum, 2 con chuột cơm.
Có con hổm nhum này bự nhớ bạn. Khù thấy ghê không? Cái gì không bự hơn con kia. 8-10. Hai con chuột cơm cũng bự. Cái này rắn hay sao thất bại quá, không gà mình đi thăm mấy chuyến ở Trung Quốc không các bạn ơi. Chuột thì mới đặt cái điểm mới. Hai con cũng nhum, hai con chuột cơm cũng ok rồi các bạn. Cái này để chút nữa mấy anh em làm món luôn nha các bạn. Đây hôm nay có đầu bếp của mình ghé về thăm nha các bạn. Hai chồng nói hôm qua mới về các bạn ơi. Thì sẵn dịp hồi sáng mấy anh em đi thăm rập chuột các bạn, rập chuột với lưới rắn mà không có rắn rồi bạn ơi. Có mấy con chuột. Sẵn rồi bữa nay núi vô chơi chế biến món chuột, làm món này món gì chuột núi? Chuột nướng giả trồn. Chuột nướng giả trồn hả? Ghiền, tỏi, hành tím, cơm mẻ, mắm tôm. Này là mình làm nên mình bỏ vô mình ốp chuột. Hôm nay về thưởng thức cái món mới nữa nha các bạn. Bữa nay cũng hơi ít chuột nha các bạn, chỉ có hai con cống nhum với hai con chuột cơm. Sáng đang làm rồi nhổ lông nữa các bạn, nhổ lông rồi thui. Không anh, này mình nướng da giòn mà. Lâu quá cái núi về sẵn dịp ngay đây, cái bữa nay mấy anh em được lọc ăn cái món chuột chuột gì? Chuột nướng giả trồn. Chuột nướng giả trồn hả? Mày chơi cái món gì khó khó kêu không mày? Cái này hơi cái mình ấp vô trong thịt nó xong rồi hơi mình bỏ lên dĩa mình kẹp xong rồi mình vô mình pha nước mạch nha nè. Xong cái rồi với chanh. Mình pha cái nước nóng cái xong mình xối lên cái da nó là mình nướng là cái da chuột nó sẽ giòn. Giòn lên màu. Này nước mạch nha hả? Ừ, nước mạch nha. Nhiều món quá, nhiều gia vị quá, tới hồi mấy anh tao làm biết mua ở đâu. Mua này là làm nhiều lắm á. Nhiều đó, nhiều lắm á. Anh hơi mình múc có nửa muỗng thôi. Là gừng. Ghiền. Ghiền tỏi. Ghiền tôm. Ghiền củ hành tỏi nha. Ừ. Về ốp phải không? Giờ mình ốp nó. Không cho nó dính vô da nha. Ướp mặt trong thôi ha. Ướp mặt trong thôi mà. Đây, núi đang ướp nha các bạn. Ướp mấy con chuột xong rồi. Thì đang hồi mai lại hả? Không mai. Kẹp dĩ mình xối mạch nha ở ngoài cái da nó. Rồi xong mình nướng, lúc nướng ở trong trước. Nướng cái mặt ướp này trước. Cho nó chín con chuột rồi xong rồi quay qua mình lắc cái da nó mới giòn được. Chiều mấy giờ mới đi? Em chưa chắc 4-5 giờ gì quá. Cái núi về được bữa hai bữa các bạn ơi. Ở chỗ anh không gầy. Nói chung là làm ở chỗ anh thì cũng bận suốt rồi. Làm cho người ta mà. Nấu quán cho người ta cho nên là không có rảnh mấy đợt trước. Mình cũng có nói chừng nào có núi về thì mấy anh em qua đây làm món ăn các bạn. Mà đi nấu cho người ta đâu phải muốn về đâu phải nhà hàng của mình thì muốn đóng cửa giờ nào cũng được. Còn của người ta mình đi làm cho người ta phải xuyên suốt vậy các bạn. Có đợt trước mà tính núi về mà về cũng không được luôn. Có mình nấu à. Thì chuyến này chắc cũng nhờ ba cái dịch giảm khách bớt mới về được quá không? Này cũng vắng khách. Đâu có tiệc tùng nữa. Bỏ con nhỏ trong đó. Con nhỏ trong tại cái kia nó bung kẹt. Mình là làm được hai lần đi. Hai lần đi, con bự con nhỏ, con bự con nhỏ đi. Được không? Cho con nhỏ nó nằm trong mình kẹp nó dễ hơn. Con chuột cơm với chuột cống. Con chuột cơm, con chuột cống. Hai con bự cái nó kẹp cứng kẹp. Kẹp nhỏ. Cái kẹp nhỏ quá. Sẵn để hai chục cơm lên. Sao mình rút con.
rồi để con nó được. Mới mốt nướng anh đang đơn giản mà. Thấy gừng ở ghiền ha, ghiền ghiền tỏi, hành tím bầm ra. Rồi bột ngọt có đường không? Không, không ha. Nướng đường cho nó khác hả? Còn hơi mình xối bạch nha được rồi. Xối bạch nha ở ngoài lưng da nó ha. Lấy gì vậy? Lấy có không biết gì chị. Tròn á. Món này ăn còn nhiều quá. Giờ mình không có heo gừng nướng giả tròn thì mình lấy chuột công nhum nướng giả tròn. món người ta món dữ luôn ha. Chuột công nhum nướng. Nè anh ngoài đây nè. Ủa cái đó nó còn sọt thì được nữa. Mình buộc đây để hai nó buộc. Món này là chắc cây dân miền Đông ăn nhiều ha. Dân miền Tây mình ít có ăn mấy cái món mà như ghiền với mắm tôm rồi đó. Nè. Đây cái nha. Cho nó cứng nha. Rồi vô than đi. Rồi. Mồi than vô thôi mồi. Đây là nước sôi ha. Nước sôi mình nặn chanh vô nha các bạn. Chanh rồi bỏ bịch nha vô. Cái mình xối cho lên cái da nó đó không? Nó lên màu nó giòn. Ừ. Mũ bịch nha. Này mình xối lên da nó nha các bạn, xối lên da ăn chuột. Cái này đúng ra là mình lúc mình làm lông nó mình không thui á. Thui là mình nướng da nó đẹp, để da màu trắng. Đây mà anh đang ăn thui. Xói thấy cái da nó được bục, nó trong lại là mình nướng nó giòn. Núi đang nướng nha các bạn. Quét dầu. Quét dầu lên hả? Dầu da nó bóng lên. Con này đang đồ vàng, giờ nó thành con bổ chương mà. Chết đâu rồi. Ừ. Chỗ da này bây giờ mình lắc da nó cho nó giòn rồi. Thơm ha. Sắp chín rồi nha các bạn. Đó. Giờ mình bắt mắt chưa? Vàng nó da trà ngang cái đó nghe. Gốm rồi đó. Hấp dẫn các bạn ơi. Giòn rồi đó. Da giòn rồi đó. Cạo cái miếng nó nghe sột sột rồi biết cái giòn cứng rồi đó. Hồ lô lấy không ơi. Rồi hồ lô bữa nay màu đẹp gì? Trăm, rưu trăm. Trăm hả? Ừ. Ngay mùa à. Nhớ còn chôn bình dưới đất kìa. Chôn dưới đất nè hả? Chôn nguyên khạp luôn. Dữ à.
Sập đó để cưới vợ thằng Đen khui lên luôn á. Chừng nào anh Đen? Chừng nào? Không cho em hút hay giờ mới không về luôn đó. Còn con nữa nha các bạn. Con mình đang nướng sao nè. Ba con kia chín rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em lên làm xương xương lai lai trước mấy con kia nha các bạn. Còn con này đợi tí xíu nữa chín rồi làm luôn. Ê, xong rồi các bạn ơi. Mấy anh em giờ làm trước ba con này các bạn. Còn con kia đợi tí xíu chín rồi lên luôn. Món này thấy hấp dẫn nha. Mà có cái móng tôm này như rồi nó cũng hấp dẫn, nó bay lại quá. Mà bén luôn rồi. Để ăn luôn hai bà chị. Người ta dòm thấy bông hoa là biết núi về các bạn. Cống nhôm nướng giả trộn. Đem cái nào làm vài cái bông dữ hơn ở đây. Bông trà bá lửa luôn nè. Chơi bông bự hơn của núi mới được nha. Chắc ừ, chắc là bông cũng đẹp dữ dư. Này giòn dữ lắm à. Thôi thì giờ mấy anh em hưởng thành quả các bạn. Hên là bữa nay ngay dịp núi về sẵn có cái món gì khó kêu quá núi gì qua nè. Chuột cống nhum nướng giả trộn. Chuột cống nhum nướng giả trộn các bạn. Ốp ốp ghiền hả? Ghiền mẻ mắm tôm. Ghiền mẻ mắm tôm. Thôi hai quả ăn cái đi. Cái này rượu trầm đưa cho núi khỏi lên xe luôn. Được nghỉ mấy ngày về qua thăm đèn mấy ông anh mà không đứng được mấy con chuột, hai cống nhum hai chục cơm các bạn này nướng da giòn. Mình xin mời các bạn nha. Dạ. Ngủ chăm ngon ta. Ngon gì vậy chút ha. Ôi trời, muốn giết núi chắc ba anh em mình lên đường hết luôn chứ giết gì nổi. Không thay thế thì từ người từ sát mới được. Được không, được không, được không? Khui hàng đi, khui hàng đi. Làm mấy cắt bình? Không, cắt không hay là xé. Cắt lấy kéo à. Xé không được. Thay đau luôn. Xử luôn đi. Xử luôn ha. Ê, cái gì? Cái hồng. Giòn, gụp luôn ha. Cắt ngay giòn gụp luôn. Nha các bạn, mồi bén thử trước cục anh Hưng làm cục chuột cống nhum nướng giả trồn đó, chấm cái đó luôn, thử miếng ai, thử miếng chuột kia, ăn chuột anh chưa leo từ ăn đi, chấm lên đen thì ăn đi, là ăn đi, làm thử cục coi cho kết quả coi mồi bén không giống như cá nướng bữa không. Mới đầu sợ cá nướng nha, hơi làm vô thấy cái bộ im như vậy, làm thêm con nữa mới làm là no luôn chứ. Này xin mời các bạn ăn bài chuột nướng giả trồn. Đây chuột đây, đâu rồi mới được là ăn lại cái món nướng làm nè, mới 3 tháng mới là... ba tháng nha, quá im được ngon. Rướng lòng đèn cũng làm nổi, dòng sâu sáu cũng làm món gì cũng ngon. Phải cả bạn chú anh chị miếng chuột nướng giá trộn nha. Này cái miếng già. Nướng này nướng lại. Có em hả? Lâu quá. Ngon, đồ ngon. Con cái đi. Con cái đang đi dựng máy chứ. Chuột giòn quá rồi, dựng máy. Giòn quá rồi, dựng máy sớm mới được. Vô bạn ơi. Vô bạn ơi. Chú anh chị các bạn nha. Không dựng máy thì hết. Im quá nè. Nếu bằng không? Cái rượu của mình bữa nay dịu lại ha. Dịu bớt rồi. Dịu lại đỡ. Dịu có làm không đây? Thôi, mình cũng xin phép dựng máy nha các bạn. Rồi chơi với mấy anh em thưởng thức món chuột của núi làm các bạn. Lâu quá không được cái mùi mắm tôm này nè. Trước làm cũng ưa món này món kia có mắm tôm ha. Nói chung là cái món mắm tôm này như cái vùng Sài Gòn trở lên ra vùng ngoài miền Đông này kia nhiều.
Dùng miền Tây mình ít, chỉ có bún riêu mới có mắm tôm thôi, còn mấy cái món ngoài ra mấy món kia thì ít có mắm tôm các bạn. Mắm tôm với ghiền nè. Này giống mắm tôm với ghiền, giống thịt cầy á. Okay. Rồi, mình xin mời các bạn nha. Miếng chuột nướng giả chuột. Cái món này khó kêu quá, không dám mà kêu lẹ bạn. Không dám nói lẹ, sợ lộn lưỡi. Nguy hiểm quá. Quá hiểm. Kêu lẹ quá, dễ dấp lắm. Rồi, dễ dấp, cái món này thấy nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Nói thôi, từ từ. Nhanh quá được. Món gì khó, cái tên khó quá. Nói lẹ không được. Nói lẹ không được. Ăn lên Hưng. Mạnh mạnh lên Hưng. Còn con nữa kìa. Cái gì chứ con cũng nhum này nó bự lắm chứ. Con này con cuối không? Đây là con này là hết luôn rồi đó ha. Hết luôn. Cuối à. Con cuối. Cuối hết luôn. Con cuối là hết luôn. Giờ mày bắt đặt hết đó đó, con cuối. Bày luôn phải không? À, tính rồi ba con ra của dính mà còn tham biết bao nhiêu cái làm không dính mà con cuối là dính. Cuối cùng ha. Tại em đá 90 lắm. Mày đá 90 không? Sắp được chín con rắn nữa mà cuối cùng. Cái này thì sao không dài mấy ngày nay không có. Thừa da nó lột quá trời luôn. Nước bơm vô lại vậy chỉ 2-3 ngày nữa mới dính thôi. Trời nó khô ra ruộng rồi. Xin mời các bạn. Các bạn ơi. Nay giấc chưa uống vô thấy cũng nhẹ nhẹ ha, cũng dễ dễ vô ha. Mà mình như nhẹ nó giảm lại đó. Không, tự nhiên bữa nay như rượu nó như thấy biết nuốt về hay vậy. Ngon. Giảm lại. Giảm lại. Ngon mũ mới xem đây. Hả? Ngon mũ mới xem. Mới châm thêm phải không? Châm thêm cái bình kia phải không? Châm thêm cái bình keo mũ á. Bình nó nhẹ đó. Rồi cái bình nó giảm lại rồi. Bình đó nữa mình châm rượu ngang vô thêm rồi. Để nó cái chỗ đó dính ghê thiệt, vô cái đám sậy đó. Chỗ đám sậy này nặng mình lại đó. Cái vòng vòng ở chỗ đó dính hoài luôn. Dính hoài đó. Để nó đắt nhiều quá. Đắt cao á. Cao cái gò cho nó cái gò cao với lại tre đồ đó cái rễ cây nó nhiều nó ăn ngang trong đó. Vô cái nó này. Chúng nó dính khúc đơ dính nhiều cái. Vô vô bãi nướng một chút thôi. Xin mời các bạn ơi. Chào các bạn. Chào các bạn ơi. Chào các bạn ơi. Nay có núi về mấy anh em làm hơi lâu lâu một chút nha các bạn. Hết bình đó không đây? Hết thêm quá. Lâu lâu anh núi về hay ôm lại chuyện xưa được á. Hết thêm bình nữa quá. Mấy tháng rồi mới ăn lại được một chút riêng. Sáng gán chi lùng dữ lắm đó hôm qua. Đổi điểm hôm qua. Cũng mới có lại được có gì rồi đâu có đâu. Giờ đây sắp sửa hiếm nữa rồi. Có qua một dao nè. Chế nó còn. Anh còn có mấy cái hả? Dạ cá dầu tôi muối để gì tủ. Thả hả? Thả là câu. Câu hả? Có em bữa có em có coi cái clip nào mà câu tay đó. Ừ, có mấy đó ngày đó luôn đó. Qua mấy bữa sau qua thả trước quốc con dạng gắn luôn. Bắt hết trơn còn hai mấy con hết trơn rồi. Cả thăm buổi tối cũng không có mà sáng cũng có dạng gắn. Chào bạn ơi. Chào bạn ơi. Lâu lâu anh em gặp tâm sự hơi lâu tí nha các bạn. Em bữa dưới hai con rỡ không mê dữ à. Bữa đó em bệnh không có đi. Anh Quế anh thế. Qua mấy bữa sau mình chống bệnh nó bị sạch thuốc rồi tao vô tao xịt dạ hết dạ vô quá trời lên đó bây giờ cũng còn nữa nè mà nó nhát còn mà nó nhát nó mang qua mình để cắm câu á còn một sáng giỡn giỡn em thấy câu tay mà dính rồi mà câu tay còn dính mà lý thông rồi hai lít bảy mà tại vì mấy ông mình nhét cái kia xuống cái nữa chắc cũng còn cỡ hai lít hai gì à đi trải nghiệm mà thấy bình giật giật để anh em nha gìn gìn gốc quá thôi vô cái đi nói gì nhiều
lâu lâu anh em về gặp thì cũng ly đi ở đó ra làng rồi. Vô nè. Ừ. Mời các bạn nha. Còn mấy tấm này đó mình đã bạn ơi. Mình cũng xin mời các bạn ly nữa, chắc mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Thì lâu nối về thăm anh em. Nãy giờ mấy anh em uống chắc cũng hơi bị lâu rồi các bạn. Bây giờ chắc cũng 6-7 ly gì đó không biết đâu. Cũng bộn bộn rồi. Cũng bộn bộn rồi đó. Thì, thành quả của mấy anh em thì buổi sáng đi thăm gặp chuột với lưới rắn, mà lưới rắn không có dính con nào các bạn ơi. Gặp chuột thì được 4 con, 2 con cống nhum với 2 con chuột cơm. Về sáng bằng thôi lên thì tính mấy anh em tính nướng nữa rồi. Nướng cái gì? Nướng bọng, nướng bọng cái gì đó. Nướng bọng. Điện núi dòng. Núi về hồi hôm qua các bạn. Nên điện kêu núi vô trong này chơi. Sẵn có mấy con chuột nè. Vô núi làm món chuột nướng giả trồn hả? Giả trồn. Chuột nướng giả trồn nhớ bạn. Cái này cái câu này tới khúc này. Khó quá. Khó ăn gì kỳ quá, nói nó chậm, không có nhanh được. Thôi, giờ xin mời các bạn nha. Nó dắt. Tới khúc đó mà lộn lưỡi là khó chịu lắm à. Lộn lưỡi nghe giống như cười gằn nha. Thôi, giờ mấy anh em xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhìn nó cũng gần rồi.